Thưa quý vị, thông tin mới nhất liên quan đến vụ khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc. Ngày 22 tháng 5, sau 3 tháng đình công, chỉ khoảng 5% bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc quay trở lại bệnh viện làm việc. Con số này cho thấy cuộc khủng hoảng trong ngành y tế nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết, từ đến ngày 20 tháng 5, chỉ 659 bác sĩ thực tập trong tổng số 13.000 người đã quay lại làm việc. Phần lớn các bác sĩ trẻ vẫn kiên quyết phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ và yêu cầu cơ quan chức năng chấp nhận đơn xin nghỉ việc của họ. Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập bắt đầu từ cuối tháng 2 nhằm phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ. Tuần trước, Tòa án Phúc thẩm Seoul đã bác bỏ đơn kiện của cộng đồng y tế, mở đường cho chính phủ tiến hành cải cách. Thứ trưởng Park Min-soo kêu gọi các bác sĩ thực tập chấm dứt đình công và tham gia đối thoại với chính phủ. Tuy nhiên, các bác sĩ thực tập vẫn giữ lập trường cứng rắn.